Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách về vừa chạy bộ vừa mang vật nặng 60 kg. Đây là những canh nước mà mỗi lít tương đương với 1 kg, và mỗi canh là 30 lít. Đây, canh nước đầy, đây canh nước đầy, và hai canh đây tương đương với 60 kg. Bây giờ mình sẽ mang về nhà. Mình vừa chạy vừa cầm hai canh này. Nào, chúng ta đi thôi. Thật sự là khá mệt đấy mọi người ạ. Được tôi thương á. Thực sự là rất mệt mọi người ạ. Và thử thách của mình đến đây đã thành công. Chúc cảm ơn mọi người đã xem video.